Thưa các bạn, sáng ngày 27 tháng 11 năm 2017 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hóa 7 năm tù giam, 3 năm quản chế tại địa phương về tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo khoản 1 điều 88 Bộ luật hình sự, đây là kết quả tất yếu sau hàng loạt các hoạt động chống phá đảng, nhà nước, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của Nguyễn Văn Hóa và cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những kẻ dám lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để công khai thách thức chính quyền nhân dân. Nguyễn Văn Hóa sinh ngày 15 tháng 4 năm 1995 tại thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Nguyễn Văn Hóa lại chọn cho mình một con đường tiến thân không giống ai, chấp nhận bán rẻ lương tâm của mình để tiến hành hàng loạt các hành vi vi phạm pháp luật, công khai chống phá chính quyền nhân dân, thậm chí có những hoạt động quá khích gây ảnh hưởng đến hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Năm 2013, Nguyễn Văn Hóa đã thành lập trang Facebook cá nhân mang tên Nguyễn Văn Hóa Maria Lugogota để biên soạn, chia sẻ và phát tán các bài viết, video, hình ảnh có nội dung tuyên truyền kích động, xuyên tạc sự thật, tuyên truyền trái với đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Mặt khác, trong giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 1 năm 2015, Nguyễn Văn Hóa lại tiếp tục thành lập blog Lusosa để đăng tải, phát tán các tài liệu có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Tháng 5 năm 2016, lợi dụng sự cố môi trường biển miền Trung, Nguyễn Văn Hóa đã câu kết với một số đối tượng phản động trong và ngoài nước, cùng các đối tượng cực đoan khác, lôi kéo quần chúng nhân dân tham gia tụ tập đông người, đập phá tài sản, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Nguy hiểm hơn, Nguyễn Văn Hóa còn là cộng tác viên đắc lực của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, RFA, Vietnam Peace Server, tổ chức phóng viên không biên giới, thường xuyên hay quay phim, chụp ảnh sự kiện một số người dân tụ tập, biểu tình, khiếu kiện nhằm kích động người dân gây rối chống lại chính quyền. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Hóa còn phát tán các bài viết của các tổ chức phản động, đăng tải nhiều hình ảnh, tài liệu, clip do các đối tượng tự viết, tự quay phim, chụp ảnh hoặc biên tập lại với các bút danh còn kiến còn và gửi ra các báo đài nước ngoài để tiếp tục phát tán. Điển hình như vào ngày 2 tháng 10 năm 2016, Hóa tham gia với đám đông để tụ tập, biểu tình tại cổng nhà máy Formosa, Hà Tĩnh. Tại đây, Hóa đã sử dụng Flycam để quay phim và đăng tải video lên mạng xã hội, đồng thời trực tiếp hô hào, kích động người dân theo sự chỉ đạo của một số đối tượng cực đoan nhằm gây mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Với các hành vi phạm pháp và vi phạm luật không thể chối cãi, ngày 6 tháng 4 năm 2017, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hóa về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân theo điều 258 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của Hóa đã có dấu hiệu phạm tội tuyên truyền chống nhà nước, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án để mở rộng điều tra, làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hóa đã thừa nhận rằng hành vi tuyên truyền kích động nhân dân biểu tình, gây rối an ninh trật tự, xuyên tạc bôi nhọ đảng và nhà nước. Hành vi của Nguyễn Văn Hóa đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp Việt Nam nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân, gây rối an ninh trật tự, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, việc Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hóa 7 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo khoản 1 điều 88 Bộ luật hình sự là hoàn toàn hợp lòng dân. Đây là việc làm hết sức cần thiết, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và cũng là bài học cho những kẻ dám chống đối chính quyền nhân dân.